khóc vậy trời, cười lên. Sẽ cho mày xem. Có Kim Dung Hôn này là cũng hay BK của Hùng Phương nha cả nhà. Ok, cảm ơn Hùng Phương, cảm ơn Lưu Hỷ, cảm ơn mọi người. Họ cũng hot TikTok luôn nha cả nhà. Họ đồng đồng mới tới nha cả nhà, Lâm Đông Đông. Lâu lắm rồi em mới xuất hiện. Đúng rồi. Tại vì nhiều người hỏi em là họ lúc này không đi chơi game địa phương chỗ hả? Thì thằng em trả lời luôn là em với chị Thương cũng bình thường. Tại vì dạo này công việc của em á, nó cũng lu bu rồi kia, em không có thời gian để đi quay hay là đi chơi với chị Thương. Nên mọi người đừng có hiểu làm mẹ với chị Thương là không có chơi với nhau nha mọi người. Đúng rồi, vẫn bình thường chị em vui vẻ đúng không? Rồi cảm ơn em nha Lâm Đông. Bảo Nhi, Yến nào? Kệ đây có nhiêu chụp nhiêu đi anh ơi. Đó, đây là hội nhóm của Hùng Phương nha cả nhà. Đó, đồng đồng đẹp xuất thần nha cả nhà. Bắn đi lịa, bắn đi lịa, bắn đi lịa. Ok, cảm ơn gia đình, cảm ơn giải, cảm ơn đâu. Ok, vô. Rất là đẹp nha cả nhà. Không, đang quay em. Đó, chơi Hiếu Bá Lấu đi chung chị Nhiên nha cả nhà. Đó, chơi Khánh Liều Miền Tây nha, với Mỹ Nương nha cả nhà. Ẹ trong sớm vô chụp tấm đi. Anh Phú, BB đâu? BB à, anh Phú à, BB. Dạ.
anh Phúng kìa. Trời ơi, đó, anh Phúng mắc cỡ nè. Đó anh Phúng nha. Người yêu của Vivi nha cả nhà. Nhìn bên đây nè chị. Ok, cảm ơn gia đình nha. Vô tư. Vô cũng gần hết rồi nha cả nhà. Đại học chụp chưa? Chụp gì? Đúng không? Yeah. Đã chụp rồi đúng không? Trời ơi. Rồi. Họ vô cũng gần đầy hết rồi nha cả nhà. Đó còn có một bàn, hai bàn nữa là coi như xong rồi nha cả nhà. Ở đây hôm nay cô Vương đặt là 20 bàn, dư 2 bàn, dư phòng là coi như là 22 bàn nha cả nhà. Đó nãy giờ vô cũng gần 19 bàn nha cả nhà ơi. Đó giờ còn có dư bàn này nè, với 2 bàn này nữa là coi như đúng luôn cả nhà ơi. Đó, hôm nay là có chai 6 muối luôn nha, dancer nha cả nhà. Dạ em thấy uống được, đi công đi làm chưa về. Sao kiếm vợ ngoài chị Nhiên? Chắc vợ đi rồi cho vui. Rồi đó hôm nay chị Nhiên cảm nhận của chị Nhiên khi đến đến sinh nhật của Thu Phương thấy làm sao chị? Thấy vui quà tại giờ xưa rồi. Thu Phương không có đại sinh nhật. Nên hôm nay là bằng mọi giá nhưng phải đi sinh nhật Thu Phương. Đúng rồi, đó. Nói gì nói cũng nhờ Thu Phương. Mọi người mới biết tới Nhiên. Rồi đó, cảm ơn chị Nhiên nha. Còn gà rất là đông nha, chụp hình nha mấy chị em trong cộng đồng LGBT nha cả nhà. Đầy đủ gương mặt không nha cả nhà. Đó có mì nương đông đông chánh thánh liệu miền Tây nha cả nhà, mì nương thi hương. Mọi người, đây là bạn diễn của Thu Phương hồi xưa nha. Đó, nói chung là Thu Phương yêu mười mấy năm rồi nha.
Vô luôn nha cả nhà ơi. Đó, chế Hùng vô. Sập gì ở thì giờ trắng sang ra chứ con. Đúng rồi, sang luôn, đúng rồi.